Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ đang xác minh vụ việc liên quan đến Osen Ngọc Mai. Trước đó, một video xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh vợ chồng Osen Ngọc Mai Quốc Nghiệp đang vui đùa cùng con tại một căn phòng. Trên đầu giường ở phòng này có cắm hai lá cờ, một trong số này là cờ ba sọc của chế độ Sài Gòn cũ. Chúng tôi đang xác minh, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể sau, ông Việt nói. Trên trang cá nhân, Quốc Nghiệp chính thức lên tiếng. Anh cho biết, dịp này Osen Ngọc Mai góp mặt biểu diễn tại chương trình từ thiện gây quỹ cho trường khuyết tật và mồ côi hướng dương trong chuỗi chương trình góp lá mùa xuân tại Mỹ. Vì thế, Quốc Nghiệp cũng sang đây để du lịch cùng gia đình. Nhằm tiết kiệm ngân quỹ cho các em nhỏ hướng dương, cả đoàn luôn được các tình nguyện viên chuyên chở và cho ở nhờ. Sau hơn 2 tuần xa cách, cả gia đình vui mừng gặp lại trong ngôi nhà của một cô chú tình nguyện viên để chờ vô ngôi nhà ở chính. Chồng vợ, cha con hạnh phúc vui đùa nên không để ý xung quanh, không kiểm soát chi tiết gì lọt vào camera. Qua việc này, Quốc Nghiệp Ngọc Mai đã rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ không để những việc tương tự xảy ra. Quốc Nghiệp viết trên trang cá nhân.